chương một khô cốt trấn bên trong thiếu niên bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com khô cốt trấn là một tòa ở vào ma thú rừng rậm ở mép tiểu trấn bởi vì hoàn cảnh hiểm ác người ở đây xuất hành lúc đều sẽ mang theo binh khí cũng bởi vậy nơi này có không ít người để giúp người chế tạo binh khí mà sống đinh 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 một trận thanh thúy rèn sắt âm thanh theo khô cốt trấn nội thành một gian lâu năm thiếu tu sửa trong lò rèn truyền tới tô thì phố rèn mấy cái rơi sơn chữ lớn thì sách tại cửa đầu công vẹo tắm biển phía trên lúc này có hai bóng người chính vị tại cái này lùi bài phố rèn trung ương một thiếu niên một cái trung niên thiếu niên tên là tô sinh là mười mấy năm trước bị trung niên phường chủ thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ lúc này hắn tay thuận nắm một thanh có thể đem hắn mặt hoàn toàn che lại truy sắc lớn ra sức địa gõ lấy một thanh đỏ thẫm kiếm phôi đinh 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 mặc dù lớn thiết chu y nhìn qua có chút cồng kềnh, nhưng đến thiếu niên trong tay, lại là lộ ra mấy phần nhẹ nhàng. Nhìn hắn vung chu y lúc phần này thành thạo khí độ, thanh này chùy sắc lớn, sợ là đã gõ rất nhiều năm. Mà ở vào một bên trung niên nhân, tên là Tô Hậu. Mười mấy năm trước, cũng chính là tại hắn thu dưỡng Tô Sinh thời điểm, hắn vẫn là Tô Thị Bộ Lạc nhất tộc chi trưởng. Chỉ là, Tô Hậu hiện tại bộ dáng, ăn mặc nhếch nhác, mi đầu sâu nhăn, tóc mai hoa râm, dáng vẻ nặng nề. Không có chút nào một chút tộc trưởng bộ dáng, nhìn qua cũng là một cái rất phổ thông lão thiết tượng. Đinh đinh đinh, thiếu niên chú y tiếng vang lên ba lần về sau, lại im bặt mà dừng. Dừng lại huy động truy sắc lớn, đem đầu hơi hơi nâng lên, tô sinh cái kia dính đầy lô khói trên mặt, một đôi đen nhánh như dạ nhãn con ngươi, cũng hướng phía cửa phương hướng nhìn lại, tấm kia kiên nghị lại có chút đờ đẫn trên mặt, cũng theo đó lộ ra một tia ý mừng lão cha, giống như có khách tới cửa rồi. Tô sinh cái kia mang theo chút khàn khàn hung khói tiếng nói, lúc này cũng tại trong phường vang lên. Hả, tốt, xem ra hôm nay rốt cục có thể khai trương, ngươi miệng so sánh linh hoạt, vẫn là ngươi đi ứng phó đi. Mặt mò đen nhánh lão cha tô hậu nghe vậy cũng vui vẻ nói, tốt. Tô sinh gật gật đầu, thả ra trong tay chùy sắt lớn, lại lau mặt, mới đi ra cửa. Chính làm hắn nên khi đi tới cửa, liền gặp được một cái tay cầm trường kiếm thanh niên mặc áo vàng chậm rãi đi vào trong phường thanh niên mặc áo vàng tải quét mắt một vòng phường bên trong tình huống về sau nhất thời thì nhíu mày nhìn đến trong phường rách nát khắp chốn cảnh tượng về sau thanh niên mặc áo vàng không khỏi có chút hối hận đi vào nơi này vừa nhìn liền biết cái này bên trong khẳng định thuộc về loại kia cơ bản không có người nào nguyện ý chiếu cố phố rèn muốn đến đút sắt tay nghề cần phải cũng không có gì đặc biệt thanh niên mặc áo vàng ám đạo nhưng đã tiến đến, hắn cũng không tiện lập tức liền rút đi, chỉ được kiên trì hỏi trước một chút. Phường chủ có ở đây không? Vị công tử này là chế tạo binh khí mới. Vẫn là sửa chữa phục hồi binh khí. Ngươi. Đối mặt vẻ mặt vui cười nghênh tiếp tô sinh, thanh niên mặc áo vàng thì là ngã ngớn địa liếc hắn một cái. Hắn có thể cảm giác được, trước mặt thiếu niên, liền một chút xíu tu vi đều không có, mà hắn nhưng là tử linh cấp 8 tu vi. Tử linh kỳ là người tu hành trúc cơ giai đoạn, chia làm một đến cửu cấp. Bình thường nói đến, bình thường nhất người, 10 tuổi khoảng chừng thời điểm, cũng cần phải đạt tới tử linh cấp 1 tu vi, 15-16 tuổi thời điểm, kém cỏi nhất cũng đều có tử linh 2-3 cấp tu vi. Mà tại thanh niên mặc áo vàng nhìn đến, tô sinh nhìn qua sợ là có hơn 20 tuổi, lại ngay cả tử linh cấp 1 tu vi đều không có đạt tới, cũng khó trách hắn có lòng khinh thị. Thực, Tô Sinh cũng là mười mấy tuổi, chủ yếu là bởi vì quanh năm bị lò lửa hung sấy, tăng thêm mặt mũi tràn đầy bụi mù, cho nên mới hơi có vẻ thành thục. Bất quá, Tô Sinh không có một tia tu vi sự tình, ngược lại là sự thật. Cũng không biết hắn nguyên lai phụ mẫu, có phải hay không chính là bởi vậy, liền đem hắn vứt bỏ. May ra Tô Hậu chẳng những thu dưỡng hắn, còn nằm đắng nuốt cây đem hắn nuôi lớn, cũng không có ghét bỏ qua hắn chỉ là, hiện tại thời gian khổ điểm, cần dựa vào rèn sắt để duy trì sinh kế. Nhưng lại khổ lại mệt mỏi, đối với bị vứt bỏ tô sinh tới nói, cũng coi như có cái an thân lập mệnh chỗ. Tiểu tử, đi gọi các ngươi phường chủ đi ra nói chuyện với ta. Thanh niên mặc áo vàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt cũng trực tiếp nhìn về phía trong phường tô hậu, đối với trước mặt một tia tu vi đều không có tô sinh, thì là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Hắc hắc, công tử có chỗ không biết a à. Hôm qua, lão phường chủ đã truyền ngôi cho ta, mặc dù không có chính thức bố cáo, thủ hạ cũng một cái làm việc lặt vặt người đều không có, nhưng tiểu sinh xác thực cũng coi là nơi này tiểu phường chủ. Công tử có việc lời nói, cùng ta cái này tân nhiệm tiểu phường chủ nói cũng giống như vậy, lão phường chủ tay nghệ, thực sớm đã bị ta trọng được. Tô sinh tiếp tục cười đùa tí tửng mà nói, trong lời nói còn lộ ra mấy phần tự dễu chi ý, trong phường tô hậu, tại nghe đến tô sinh nói nhảm đoạn này truyền vị câu chuyện về sau, cũng không nhìn được nhìn không được cười lên. Cái này phố rèn bên trong, nói trắng ra cũng là hai cha con bọn họ, hắn tự phong cái gì tiểu phường chủ, nhưng cũng nói được. Chỉ bất quá, cái gì hôm qua truyền vị nói chuyện, hoàn toàn là hắn ăn nói lung tung. Đến mức cái gì học trọng học nghệ, kia liền càng là vô nghĩa, hắn sớm đã đem một thân bản sự đều truyền cho tô sinh, tô sinh đúc sắc bản sự, thậm chí đã vượt qua hắn rất nhiều mà tô sinh chỗ lấy nói như vậy thực cũng là hành động bất đắc dĩ mỗi một cái đến phố rèn người tại cảm nhận được hắn một tia tu vi đều không có về sau đối với hắn đều là một mặt khinh thị hắn muốn là dám không nói như vậy những thứ này người thì dám không để ý hắn ha ha tiểu tử ngươi nói chuyện ngược lại là thú vị vị kia thanh niên mặc áo vàng cũng bị tô sinh vừa mới lời nói này làm vui có điều ta thanh kiếm này thế nhưng là từ đỉnh cấp chú sư chế tạo vẫn là để các ngươi lão phường chủ tự mình đến đây đi thanh niên mặc áo vàng có chút tự đắc địa sau khi nói xong cũng đem một mực nắm ở trong tay trường kiếm rút ra chỉ nghe thương lan một tiếng tinh quang lóe lên sau một khắc toàn bộ phố rèn bên trong đều bị thanh trường kiếm này phát tán hàn ý cho bao phủ nguyên bản hỏa nhiệt phố rèn bên trong giống như là bỗng nhiên thổi tới một cổ đêm đông gió lạnh lập tức khiến người ta lông tơ dựng đứng. Tốt một thanh tinh lạnh kiếm. Trước đó còn một mặt ý cười tô sinh, tại nhìn đến thanh kiếm này về sau, cũng thu liễm lại nụ cười, biến đến nghiêm túc rất nhiều, sơn mắt đen cũng chăm chú ngưng mắt nhìn thanh niên mặc áo vàng kiếm trong tay. Mà đối diện thanh niên mặc áo vàng, cũng chú ý tới trước mặt tô sinh, biểu lộ biến đến có chút quái dị, không khỏi kinh ngạc nói hả, người có thể nhìn ra thanh kiếm này bất phàm. Có biết một hai tuy nhiên tô sinh tuổi không lớn lắm, cũng không có một tia tu vi, nhưng chú khí bản sự lại không nhỏ. Tô thị bộ lạc vốn là đúc sắc đại bộ phận, hắn thổi nhỏ theo tô hậu vị này nguyên lai tộc trưởng đúc sắc, theo năm tuổi bắt đầu vung chù y tính lên, cho tới bây giờ, cũng có gần chừng 10 năm thời gian. Cái này chừng 10 năm, không cách nào tu luyện linh khí hắn, cũng đành phải đem tất cả tinh lực, toàn bộ đặt ở đúc sắc phía trên. Cho nên, thanh niên mặc áo vàng binh khí trong tay, hắn chỉ là nhìn lên một cái, cũng đã biết một cái đại khái. Công tử thanh kiếm này, toàn thân xanh sáng, tụ minh lạnh chi khí không rời, nếu là ta đoán không có sai, kiếm này thân thể là từ tinh kim thiết đúc đánh mà thành, ngâm là hàng minh song minh âm thủy. Dựa vào chính mình chừng 10 năm đối đúc sắc chuyên chú, Tô Sinh cũng đem thanh kiếm này lai lịch, phán đoán đến 8 chín phần 10, êm tai nói phía dưới, phản phất thanh kiếm này thì xuất từ hắn chi thủ đồng dạng nói lên cái này minh hàng giang minh âm thủy, là một loại đặc thù tôi vào nước lạnh thuốc, tô sinh cũng may mắn tiếp xúc qua. Hắn cũng chính là thông qua cái này minh âm thủy mang theo một loại vô cùng đặc thù hàng ý, phán đoán ra thanh kiếm này lai lịch. Sau khi nói xong, tô sinh cũng nhìn về phía đối diện thanh niên mặc áo vàng. Công tử, không biết tiểu sinh nói đúng không? Thanh niên mặc áo vàng nghe vậy, đầu tiên là lăng sững sờ, sau đó cũng vô ý thức gật gật đầu. Nhưng lúc này, hắn nhưng trong lòng thì thất kinh không thôi. Liên quan tới thanh kiếm này lai lịch, chính hắn cũng chỉ là nghe người ta nói đến, cũng không có thấy tận mắt. Mà trước mặt vị này liền người bình thường cũng không bằng thiếu niên, chỉ là nhìn một chút, liền có thể đem thanh kiếm này lai lịch nói đến không sai chút nào, thật sự là để hắn có chút ngoài ý muốn. Làm thanh niên mặc áo vàng lần nữa quan sát Tô Sinh lúc, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút thiếu niên này làm thật không có một tia tu vi sao? Nhưng phần này nhãn lực, lại là chuyện gì xảy ra? Đây cũng không phải là thường nhân chỗ có. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.